thì buộc phải đưa anh Trọng Hoàng vào. Chúng ta không có tiền đạo, bởi vì là không có ai là đá tiền đạo ở V-League, là trong cái số cầu thủ đó. Chúng ta không có tiền về trung tâm, phải không ạ, để đá vị trí đó, bởi vì là các cầu thủ ngoại đá. Cho nên đây tôi giải trình theo cái giải trình của ban huấn luyện, cho nên là buộc phải đưa những người đá trái sở trường, phải không ạ, vào những vị trí mà chống do cầu thủ ngoại để lại ở trong quá trình thi đấu của các câu lạc bộ. Thế thì cho nên là giải thích vì sao có những cái nó hơi trống nghe, nhưng mà ông nói là chọn tốt nhất trong những gì chúng ta có. Trọng Hoàng dù sao đưa vào trong, phải không ạ, với lại cái tầm quan sát của anh ta, với lại cái kỹ thuật của anh ta, với cái bùng nổ có thể chọc thẳng vào của anh ta, thì Trọng Hoàng vẫn có thể đá tiền vệ trung tâm được so với những người lại còn lại. Cho nên là đây là sự tình huống buộc chúng ta phải như vậy, thì chúng ta phải làm như vậy. Thì đấy là cái mà đánh giá về cái. Còn tôi đang nói về cái công tác chỉ đạo, công tác tư tưởng, khích lệ, tâm lý vận động viên, rồi về vấn đề dư luận xã hội về tiêu cực của vận động viên, và cái cuối cùng là cơ chế chính sách đối với vận động viên. Thì chúng ta thấy rằng là này, thì chúng ta đều nói rằng là công tác quản lý sinh hoạt là tốt. Kết luận là công tác quản lý sinh hoạt của cầu thủ là tốt. Có ý kiến cho rằng là nó chặt chẽ quá. Thế thì cũng có ý kiến nói rằng là đồng ý với lại quan điểm của huấn luyện viên trưởng. Mỗi huấn luyện viên trưởng có một quan điểm quản quân khác nhau, và đây là quan điểm của huấn luyện viên trưởng là như vậy, và nó được duy trì. Thế và cũng có ý kiến cho rằng là cũng không hẳn lúc nào cũng thiết quân luật. Nói như thế là cũng quan, bởi vì cũng có nhiều lúc là huấn luyện viên trưởng cũng cho anh em được sinh hoạt bằng cách nó thả lỏng hơn. Và cũng có nói rằng là cái quan hệ của huấn luyện viên trưởng với lại cầu thủ nó không thật là mặn mà, thông cảm. Nhưng phải nói rằng cũng có nhiều lúc huấn luyện viên trưởng là cũng có cái thân mật với lại đội ngũ vận động viên của chúng ta. Tuy nhiên là cái xuyên suốt là một cái kỷ luật theo kiểu kỷ luật của người Đức, là một cái kỷ luật có thể chưa phù hợp, chưa quen với thói quen của vận động viên của chúng ta. Thế nhưng mà đấy là phong thái huấn luyện của huấn luyện viên trưởng. Đấy là cái chúng ta nghĩ như vậy. Còn công tác động viên khích lệ thì liên đoàn cũng đã có những cái công tác. Bản thân tôi với tư cách là phó chủ tịch liên đoàn cũng đã sang đó, và chúng tôi cũng chứng kiến là các em nó cũng cố đá, nhưng mà sau cái trận Ido thì tinh thần xuống đến mức mà không dễ gì có thể vực dậy được. Tôi xin về dư luận xã hội đánh giá về tiêu cực, thì cái thông báo gần đây nhất của bên cơ quan an ninh là chưa có biểu hiện về tiêu cực. Đấy là cái thông báo mới nhất gần đây là của cơ quan an ninh, chưa có cái biểu hiện về tiêu cực. Thái độ của trưởng đoàn và phân huấn luyện viên thì phát biểu tại trong cuộc họp, thì trưởng đoàn có nói là đầu tiên cũng nói đấy là thay mặt đội là xin nhận trách nhiệm trước liên đoàn và người hâm mộ về cái thất bại này của U23. Và đây là cái cuộc họp rất quan trọng, bởi bóng đá không thể dừng lại được. Chúng ta thực ra thì cái đội tuyển của chúng ta là cứ mỗi năm đều có cái sự thi đấu của đội tuyển, cho nên việc rút kinh nghiệm là cực kỳ quan trọng, chứ không phải là rút kinh nghiệm để rút kinh nghiệm, mà rút kinh nghiệm càng sâu sắc thì cái bóng đá nó hàng ngày diễn ra đây, nó không thể dừng lại được, thì cần phải có một cái rút kinh nghiệm. Và buổi họp hôm nay chúng ta cần rút kinh nghiệm một cách sâu sắc. Huấn luyện viên trưởng của chúng ta thì có nói rằng là cái kết luận ấy là ông xin chịu trách nhiệm về cái thất bại này, và ông cũng có nói rằng không phải lúc nào ông cũng đã hành động được. Đây là những điểm về cá nhân ông hiểu thêm và ông sẽ rút kinh nghiệm. Thì cả chưa hết là cái những cái kết luận như thế,
từ tôi cho tôi đánh giá là cái ý thức của từng, đúng không ạ, của từng người có cái trách nhiệm ở đây. Thế còn về huấn luyện viên trưởng thì có khẳng định như thế này, mấy việc như thế này. Một là cho rằng là cái như ông đã trình bày là chiến thuật của chúng ta là với cái lối đá của chúng ta là phù hợp. Chiến thuật và lối đá và phù hợp là phù hợp. Tuy nhiên là trong một số trận đấu thì cái cầu thủ Việt Nam đã cầu thủ của chúng ta đã có thể không giữ được cái lối đá do những cái như chúng tôi trình bày trước đây. Cái thứ hai là chúng ta đã kết thúc cái vòng bảng rất là tốt, cũng đánh giá thậm chí dùng ở trong cái này là xuất sắc. Trận Indo quyết liệt, tinh thần thi đấu đáng khen, còn trận Myanmar không thể chấp nhận được. Thì đấy là nói chung về cái giải, thì là cái kết quả của giải là như vậy. Cái thứ ba ông đánh giá là thái độ cầu thủ tốt và ông không hề có nghi ngờ gì về vấn đề tiêu cực của các cầu thủ. Về nguyên nhân thì có mấy vấn đề như thế này. Một là huấn luyện viên trưởng của chúng ta có cái thời gian còn ít để mà làm việc với lại đội. Cái thứ hai là không thể thay đổi một sớm một chiều với cái như chúng ta vừa nói ra là những cầu thủ của chúng ta trải nghiệm ít, kinh nghiệm còn non, và cái V-League của chúng ta thì thi đấu với một kiểu, và cái đội tuyển của chúng ta thì không có vận động viên ngoại cho nên phải thi đấu một kiểu khác, thì không phải một sớm một chiều chúng ta có thể làm được cái chuyện này. Cái thứ ba ấy, là khả năng ghi bàn yếu, kỹ năng ghi bàn yếu, thực sự chúng ta không có trung phong. Cái thứ tư ấy là cái áp lực là quá lớn. Áp lực đây nó áp lực từ ngay từ cái đặt chỉ tiêu. Thì tôi xin nói lại là Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ tiêu đặt ra là vào đến trận bán ở chung kết, còn báo chí đặt ra là phải huy chương vàng. Thế thì nhưng mà cầu thủ thì nghe báo chí nhiều, cho nên là cầu thủ cứ bị áp lực của huy chương vàng, thì cái đó là nó cũng là một cái áp lực về tâm lý đối với cầu thủ. Và khi mà cầu thủ trẻ trải nghiệm còn ít thì cái tâm lý không vững vàng là điều có thể dễ hiểu. Ông kết luận là thực tế theo quan điểm của ông đó thì Malaysia và Indonesia mạnh hơn chúng ta, nhưng thua Myanmar là không chấp nhận được. Thứ hạng thứ ba thì là đúng với của chúng ta, nhưng chúng ta không thực hiện được cái điểm này, thì đấy là một cái đấy là sự thất bại của chúng ta là nằm ở chỗ này. Xin nói lại là ông đánh giá là Myanmar chúng ta đứng thứ ba là phù hợp với lại thực trạng của đội tuyển của chúng ta trong các cái đội tham gia hiện nay.